Thưa quý vị, đến thời điểm này khi mà Chuyện trong ngày lên sóng trực tiếp thì các thí sinh dự thi vào lớp 10 năm nay vừa hoàn thành các môn thi của mình. Có hồi hộp, âu lo, có tự tin, vui mừng và cũng có cả những giọt nước mắt đã rơi. Nhưng tất cả các em đều đã nỗ lực hết mình cho kỳ thi chuyển cấp quan trọng này. Đây là nội dung nổi bật được chúng tôi lựa chọn để gửi tới quý vị ở mục Chuyện trong ngày. Hôm nay thì hơn 80.000 sĩ tử tại thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2019-2020. Đề toán ngày hôm nay được nhiều thí sinh nhận xét là khá khó. Tuy nhiên so với đề Hà Nội ngày hôm qua thì có phần dễ thở hơn. Có hệ số 2 trong tổng điểm bài thi nên với những thí sinh có ngày thi đầu tiên không tốt, điểm toán sẽ là cứu cánh giúp các em rộng cửa vào các trường công lập trên địa bàn thành phố theo đúng nguyện vọng. Tại điểm thi trường Trung học cơ sở Colet, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, một số thí sinh ra sớm cho biết đề toán năm nay khá khó, tuy nhiên so với đề toán của thành phố Hà Nội, đề thi của thành phố Hồ Chí Minh có phần dễ hơn. Cũng hơi khó nên là nói chung là tôi nghĩ các bạn làm được cũng khoảng 7-8 điểm. Ta cho tới 4 bài thực tế rồi. Mà tại có một bài là vĩ tuyến, kinh tuyến nên là cũng hơi khó. Không có giỏi thì làm được cũng 2/3. Câu 6 rất là khó. Em nói cho tính các vĩ tuyến mà em không biết làm. So với Hà Tây, đề toán Hà Nội thì đề toán Hồ Chí Minh dễ hơn rất nhiều. Rất là phần hình học ở Hà Nội em thấy rất là khó. Cấu trúc đề toán năm nay của thành phố Hồ Chí Minh vẫn với các dạng quen thuộc, vẽ đồ thị hàm số, toán thực tế, hàm số bậc nhất, hình học không gian, cách lập phương trình. Các câu hỏi có sự liên môn và liên cấp giữa các cấp học, không còn câu hỏi quá khó, mang tính hàn lâm. Thay vào đó là những câu hỏi mang tính thực tiễn để kiểm tra, đánh giá năng lực của thí sinh như đọc hiểu, phân tích và lập luận toán học. Tập trung vào phần thực tế nhiều hơn là phần lý thuyết. Và đề toán năm nay không có kiểu như là học đủ, chỉ có lần làm áp dụng vào thực tế nhiều là mình sẽ ok thôi. Nó sẽ tạo cho thí sinh một cảm giác như lần là thoát khỏi cái cuốn sách vở để áp dụng vào thực tế nhiều hơn. Liên quan đến sai sót lỗi chính tả trong câu 33 đề thi Anh văn, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây có thể là lỗi trong quá trình đánh máy, in ấn đề thi. Thông tin thí sinh được tặng nửa điểm mà một số báo đưa ngày hôm qua là không chính xác. Tuy nhiên, ban chấm thi sẽ xem xét phương án giải quyết cho phù hợp. Ban chỉ đạo thi cũng đã chỉ đạo xuống các hội đồng để các em yên tâm làm bài. Còn về kết quả thì hội đồng chấm thi sẽ có cái bàn bạc để làm sao cái điều kiện tốt nhất cho các em học sinh. Dù Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đưa ra phương án xử lý cụ thể nhưng nhiều khả năng sẽ không tính điểm câu hỏi sai sót hoặc chấm đúng cho tất cả các thí sinh. Ngoài ra, vẫn có thể có thêm những phương án khác. Dự kiến vào ngày 13 tháng 6 tới, thành phố sẽ công bố điểm và ngày 10 tháng 7 sẽ có điểm chuẩn chính thức cho thí sinh.